Điện đi lụm chứng dịch nha, mới đây được thiện đạp đỏ đỏ lên được hai trứng rồi nhỏ xíu à, quá im rồi cả nhà, trứng không bự nè, lại lụm đi em, đạp đỏ đỏ là nó đó, cái thiện lục tiếp rồi cả nhà, sát mé không có đâu, sát mé người ta lục rồi, mình lục giữa giữa nè. Nãy thì anh đạp anh thấy nó đổi đổi á. Dán này kiếm mấy trứng cái hờ cái nướng ngoài đồng luôn cả nhà. Nói nào có nó thì quay cho cả nhà xem nha. Xuống đây nữa nè. Xuống đây như còn hai trứng hơn trứng nữa nè. Đó, nó đẻ nó văng lên cỏ rồi cả nhà. Quá im. Nè mắm ơi. Nãy hai trứng giờ hai trứng nữa. Chuột nó tha nó ăn nó bể nhóc trơn cả nhà. Hả? Cỏ nhiều quá cả nhà, nó đẻ nó nằm lúc ở dưới á, mình không có thấy. Nó để Thiện đi lụm tiếp, hay là có thì quay. Năm trứng cả nhà ơi, quay cái mớm ơi. Trứng nhỏ nhỏ không? Có trứng lụm bự. Có trứng này bự gần như nhỏ không? Lại luôn. Nguyên cái giường dịch 4 chuồng mà lụm được có 5 trứng à. Tại dịch này đẻ ít quá. Kim trứng nữa cho tròn rồi. Đủ nướng luôn. Ở đây có trứng nào không? Chưa, để tao lụ lụ vô kiếm trứng nó được Linh ơi. Ở đây nè cả nhà. Được hai trứng. Mớm ơi. Nó nằm ngoài cái manh nè. Được à, 7 trứng này hả? 7 trứng. Trong đây nó đóng dữ được. Rồi. Chuẩn bị lên là bắt chuột nó lại xíu nướng luôn. Quá im. Đây che. Che dữ rồi. Thôi thua đủ ăn rồi, đi cho em đi trước á, quay ra quay bụng ra quay ra trứng á, 2 4 6 7 4 chuồng 1 7 trứng rồi. Giờ đi ngang cầu khỉ về, cầu khỉ nhìn cái tới một chuyện luôn, hồi đấy Thiện đi qua cầu rồi, Thiện quay nha. Đây là cả nhà. Thiện thấy nguyên ổ trứng rồi nè cả nhà. Nó có lắp không nữa. 6 trứng rồi cả nhà. Nguyên ổ trứng tròn vo luôn. Dịch nó đẻ xong nó đắp lại cả. Dịch ngỏng gà rồi nó cũng khôn đó nha. Dạ, nó im. Quá im. Quá đã. Có trứng rồi. Nó vô lụm được trứng. Bên kia 13 trứng nữa cả nhà.
giờ mới có trứng nè nó cả nhà. Bư ra mấy nhìn nó đẻ ẩu quá cả nhà. Đây nè cả nhà, đây nè. Ủa nhớ trứng, nó trứng khác nữa mà. Hai trứng nghe nè. Ở có ổ ổ vậy. Ổ đâu lụm 4-5 trứng rồi. Đủ ăn. Đây thắng gom dày quá. Hồi nay còn xé người ta nha cả nhà. Hóa cả nhà thấy trứng không? Quá trời còn xé luôn. Thấy trứng bể hay sao? Dạ dở lên nè, có trứng nào nằm dưới không? Nào có người hiện quay nhỉ. Trứng hả? Đây trứng này nè. Ủa trứng này bể thì mà thúi rồi. Để gớt nhóc chứ. Quá im. Dạ 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 có cái lỗng. Đẻ mà ta lụm hết á, kỹ á. Đâu lá. Đi chứ. Có trứng không? Thôi về rồi lên này. Thừa gom quá, thấy không hiu quá. Cái gì? Được mới chuột nè. Đừng chứ con chuột là về được rồi. Vô nghe cả nhà. Được 15 trứng, 16 trứng vậy đó. Cái nhà, 4 trứng ngỗng. 2 4 5 6 trứng mình đã cho nha. 6 7 trứng, 7 trứng. 6 trứng nhỏ, 4 trứng bự là 10 trứng. Thành quả của anh em đây là con trứng vịt, trứng ngỗng. Đã tròn mớm luôn anh nha. Hôm nay không bằng năm trước rồi nha. Quá im, trứng ngỗng rồi. Trứng vịt.